Ngày 25 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và việc làm năm 2021 cho hơn 700 học sinh lớp 9, lớp 12 đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên khu vực phía Tây của tỉnh. Tại ngày hội, các em học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đã được thông tin nhanh về công tác tuyển sinh đại học cao đẳng giáo dục nghề nghiệp năm 2021, chính sách đối với người học, xu hướng phát triển ngành nghề, thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực của tỉnh Yên Bái. Đồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm trong nước như Trường Đại học Nội vụ, Trường Đại học Hùng Vương, Cao đẳng nghề Yên Bái, Cao đẳng Y tế Yên Bái, Công ty Cổ phần Quốc tế Liên Hữu, giới thiệu tư vấn về ngành nghề, quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, cơ hội việc làm, từ đó giúp học sinh lựa chọn được ngành nghề phù hợp. Thông qua ngày hội, củng cố thêm mối quan hệ giữa các đơn vị tham gia tư vấn với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, trong việc hỗ trợ, giúp đỡ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, cũng như công tác tuyển sinh trong những năm tới. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, có 75% học sinh vào học cấp trung học phổ thông, 30% học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và 45% học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, 27% học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông học đại học.